Trần Nhật Phong mến chào tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin Hoa Kỳ, tin quốc tế và tin Việt Nam ngày hôm nay. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ chúng ta vẫn để đi vào phần tin tức ngày hôm nay đầu tiên hết là trận bão idalia đã bắt đầu tiến vào bờ biển của phía nam south carolina trận bão nhiệt đới idalia đã bắt đầu thúc đẩy và đã tràn vào khu vực ở phía nam của south carolina bản tin mới nhất cho biết thì bà bờ biển có tên là Mitre Beach và khu vực của thành phố Garden City, Charleston và Edisto Island đã nằm trong tình trạng nước ngập bởi trận lũ này và trận lụt này. Trong đó thì bản tin từ ở Charleston cho biết thì hiện nay cơ quan khí tượng quốc gia đã kêu gọi tình trạng nguy hiểm và thúc giục người, người dân là tránh xa các bờ biển cũng như là tránh xa các khu vực mà có nước nhiều và có thể gây ra nạn lụt à uh, Adalia được xem là một cái trận bão lớn và trong đó uh, đã phối hợp với là một cái trận lốc xoáy diễn ra ở tại khu vực ở ngoại Charleston và ở Gul Creek uh, được xem là một trong những trận bão nguy hiểm. Và ít nhất đã có uh, một người ở Georgia đã bị thiệt mạng sau khi mà một cái cây đổ xuống và chặn con đường ở uh, tại Georgia sau khi nó quét ngang qua tiểu bang Georgia và tiến vào sau Carolina đây được xem là một trong những trận bão nhiệt đới đang gây nguy hiểm cho phía đông của Hoa Kỳ và theo tường trình của chính quyền địa phương cho biết 90% các cơ sở thương mại và các ngôi nhà đã không có điện cho tới sáng ngày hôm nay và ít nhất tại Florida cho biết là ngày thứ tư trận bão này đã để lại một cái mức tàn phá khá khủng khiếp tuy nhiên thì vẫn chưa có báo cáo nhiều về nhân mạng trong khi đó thì ở tại Georgia cho biết trận bão này đã gây ra tình trạng gọi là hàng ngàn gia đình đã bị cúp điện và không có điện. Hiện nay thì thống đốc của tiểu bang North Carolina là Roy Cooper đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn tiểu bang khi đạn trận bão này bắt đầu tiếp cận vào North Carolina vào ngày hôm nay và có thể sẽ gây ra một số những trận lụt mới. Đây được xem là trận bão lớn tư ở Florida và vùng vịnh Mexico đánh ngược lên phía, phía đông bắc của Hoa Kỳ. Và hiện nay có rất nhiều những ngôi trường ở phía đông đã phải đóng cửa sau khi trận bão này ghét quét ngang qua ngày thứ năm Và ông Cooper, thống đốc của tiểu bang North Carolina cho biết là không có lệnh di tản. Tuy nhiên thì vẫn cẩn thận quan sát tất cả những biến chuyển của trận bão này. Hiện nay trận bão này được biết là đã phá khiến cho cái xa lộ 95 phải đóng lại và mực nước ở cái xa lộ này từ 5 cho tới 8 inches. Đây được xem là một trong những trận bão khá lớn diễn ra ở tại khu vực phía đông của Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cuộc điều tra của Quốc hội đã có kết luận chính quyền của Joe Biden đáng lý và đã có đủ khả năng để đối phó với vụ đánh bom ở tại Kabul gần 2 năm sau khi mà nhóm Hồi giáo ISIS đã uh, mở cuộc tấn công tự sát bằng bom ở bên ngoài cái cổng gọi là Abi ở phi trường Hamid Karzai International Airport ở tại Kabul, Afghanistan, gây thương tích và gây thiệt mạng cho cả trăm người, trong đó bao gồm luôn cả 13 binh sĩ của Hoa Kỳ. Hiện nay thì cuộc điều tra của Quốc hội <laughs> đã có một kết luận và nói rằng chính quyền của Joe Biden đã cố để cho cái vụ tấn công này xảy ra mà không có làm đủ vai trò đối phó. Chính quyền của Joe Biden thật sự không muốn nói về vấn đề này nhiều tuy nhiên tôi nghĩ rằng đi lý do <laughs> mà cái cuộc vụ tấn công ở cái cổng gọi là abigate dường như là nó đã xảy ra bất ngờ và khiến cho chính quyền cho âu lúng túng không thể đối phó đó là lời phát biểu của cựu điều tra viên đã nói với lại thông tín viên trong cuộc phỏng vấn mới nhất ông đinh lê người được xem là làm việc trong vai trò là một phóng viên ở tại tại bà Washington Examiner cho tới tháng 6. hiện nay là đóng vai trò là một điều tra viên của đảng cộng hòa chiếm đa số ở quỹ ban đối ngoại ở tại hạ viện đã chi tiết hóa về những lỗi lầm mà chính quyền của Joe Biden đã gây ra ở tại Kabul và trong đó trong bản báo cáo mới nhất cho biết bản báo cáo này có cái tên là Kabul câu chuyện mà uh, của Chouin uh, đối với lại những chiến binh của Hoa Kỳ uh, từ đầu cho tới cuối và trong đó trong cuốn sách mới này ông đã mô tả về tình trạng mà nhóm hồi giáo ISIS-K, tức là nhóm hồi giáo đặc cách ở tại Afghanistan một chi nhánh của nhóm hồi giáo này đã nhận trách nhiệm cho vụ tấn công tại Abeged và trong đó khiến cho 13 binh sĩ của Hoa Kỳ đã bị thiệt mạng và nhiều người khác đã bị uh, Afghanistan khác đã chết và trong cuốn sách này thì ông Dooly đã lên tiếng và nói rằng chính quyền của joe biden và bộ ngoại giao cũng như là bộ tình cục tình báo thời điểm đó có khả năng ngăn chặn được cuộc uh, tấn công này tuy nhiên họ đã không làm đặc biệt là cái việc mà bộ quốc phòng đã ra lệnh cho tất cả các binh sĩ của hoa kỳ là phải bảo vệ cái tuyến đường từ ở tòa đại sứ hoa kỳ tới phi trường Kabul mà không cho phép họ được ra khỏi, khỏi cái chu vi này khiến cho họ không có thể đối phó được với lại tình trạng đe dọa về khủng bố. Đây được xem là cuốn sách mới nhất và lời cáo buộc và kết luận từ quốc hội cho thấy là chính quyền của Joe Biden đã tỏ ra lúng túng sau vụ tấn công này và rõ ràng họ đã được thông báo trước từ các nhân viên Bộ Ngoại giao ở tại Afghanistan về có tiềm năng là sẽ có những cuộc khủng bố diễn ra tại Kabul. Tuy nhiên, thì chính quyền của Joe Biden và Bộ Quốc phòng đã chủ quan và họ đã cương quyết giữ cái tuyến đường từ ở tòa đại sứ đến phi trường kabul mà không cho phép binh sĩ có thể đi ra ngoài cái chu vi này khiến cho binh sĩ đã bị bó tay bó chân và không thể đối phó được với lại các cuộc tấn công khủng bố đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới hoa kỳ ngày hôm nay bộ tư pháp đã chính thức từ chối cái trác của hạ viện sau khi họ viễn cớ là vụ án đang trong tiến trình điều tra và không cho phép luật sư cũng như cố vấn đi tháp tùng với những nhân viên fbi được trác mời ra điều trần trước hạ viện Bản tin mới nhất cho biết thì Bộ Tư pháp dưới chính quyền của Jordan vào tối ngày thứ Năm nói rằng họ sẽ không hợp tác với Ủy ban Tư pháp của Hạ viện để cho hai nhân viên của FBI liên quan tới cuộc điều tra Hunter Biden ra điều trần trước sàn Hạ viện. Bộ Tư pháp nói rằng họ sẽ không hợp tác với lại Ủy ban Tư pháp của Hạ viện bởi vì nghiêm cấm không cho luật sư của bộ này đi chung với lại các nhân viên FBI ra điều trần. Đó là lời phát biểu của một trong những phụ phụ tá của Bộ trưởng Tư pháp có tên là Carlos Ureit. À, đã lên tiếng cho biết trong à, một lá thư gửi cho ông Jim Jordan, tức là chủ tịch của Ủy ban Tư pháp, ông Uraev đã lên tiếng và nói với ông Jordan là đã thiếu cái ảnh hưởng về pháp lý cho nên không thể thực thi cái à, quy định của hiến pháp và trong đó ông ta viện cớ rằng là do tình trạng gọi là không cho phép các luật sư hoặc cố vấn đi chung với FBI ra điều trần và điều này và sẽ Bộ Tư pháp sẽ bất hợp tác bởi vì đây là vụ án đang được điều tra và không muốn tiết lộ những nhảy, thông tin nhạy cảm qua bên phía của Hạ viện. Quỹ ban tư pháp đã quyết định là sẽ đưa ra cái trác tống cho tất cả những nhân viên FBI liên can tới vụ điều tra về cái hồ sơ trốn thuế của Hunter Biden. Tuy nhiên, ông UDS đã lên tiếng và nói rằng sẵn sàng hợp tác ở một phương diện khác nếu phía hạ viện cho phép các luật sư hoặc cố vấn đi tháp tùng chung với lại nhân viên FBI ra điều trần trước hạ viện một điều được xem là phía hạ viện đã bác bỏ bởi vì hạ viện giành quyền thẩm vấn và đặt câu hỏi với các nhân viên FBI mà không còn cần có sự cố vấn hay là luật sư đây được xem là một trong những cái cớ chính thức sau khi mà ông David West đã được bổ nhiệm làm công tố viên đặc biệt trong vụ điều tra Hunter Biden và trong đó họ muốn tìm hiểu về câu chuyện mà ông này đã từng nói chuyện với lại các nhân viên của sở thuế, điều tra của sở thuế và FBI năm 2020 à, năm 2022 là ông ta không có đủ cái thẩm quyền để mà khởi tố Hunter Biden. Tuy nhiên trong lời khai trên sàn của Hạ viện trước đây thì ông ta lại nói rằng ông ta có đầy đủ thẩm quyền để khởi tố. Đó là lời phát biểu của ông ta và bây giờ phía Hạ viện đang muốn tìm hiểu từ các nhân viên của FBI về lời phát biểu của ông David West vào tháng 10 năm 2022 khi ông ta cho rằng ông ta bị cản trở và làm chậm tiến trình điều tra bởi Bộ Tư pháp và ông ta không có thẩm quyền truy tố đối với Hunter Biden. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay một trong những ứng cử viên của Đảng dân chủ đang đi ra vận động tranh cử tuyên bố là ông sẽ yêu cầu tình trạng gọi là hậu thuẫn cho vấn đề cả hỗ trợ từ chính phủ 3% trong vấn đề mua nhà dành cho người dân. Bản tin mới nhất cho biết trong chuyến vận động tranh cử tại South Carolina thì ông Robert Kennedy Jr. đã đề nghị nếu như ông được đắc cử làm tổng thống, ông sẽ giới thiệu một cái chương trình gọi là 3% phân lợi dành cho người dân Hoa Kỳ và được hậu thuẫn bởi ngân sách của chính phủ để có thể giúp cho người dân có thể thực hiện giấc mơ của mình là làm chủ một căn nhà. Trong lời phát biểu ở tại đây thì ông đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ chính quyền của Joe Biden trong việc đã khiến cho tình trạng lạm phát lên cao, trong đó giá cả thực phẩm rất cao khiến cho người dân lâm vào nợ nần của thẻ tín dụng, giá cả của năng lượng cao và giá cả của nhà cũng tăng cao. Ông Kennedy cho biết trong vòng 2 năm qua, giá cả của nhà đã từ 250.000 Mỹ Kim lên tới mức trung bình là 400.000 Mỹ Kim và phân lời đã lên tới gần 20%. Chúng ta không thể để cho chuyện này xảy ra. Và những gì xảy ra là chính quyền liên bang đã không làm cho người không hỗ trợ cho người dân để giải quyết những món nợ và giúp cho họ thoát ra được những cái món nợ nần. Người dân Hoa Kỳ đã bị dập tắt cái giấc mơ của họ. Ông Kennedy đã phát biểu như trên. Và cơn khủng hoảng này trực tiếp từ những cái công ty như là BlackRock, State Street và Vanguard là những công ty hedge fund được xem là nắm những cái ngân quỹ hàng đầu của Hoa Kỳ và theo tường trình cho từ năm 2017 từ cái trường đại học gọi là Cambridge University thì hiện nay gần như là 88% à họ làm chủ tất cả những cái công ty ở S&P 500 những quỹ hedge fund này gần như là họ nắm rất nhiều cổ phiếu của các công ty trên và họ đã có mục tiêu mới là làm cách nào để tiếp tục làm giàu cho các quỹ hedge fund trong khi đó thì người dân của Hoa là phải nỗ lực trong vấn đề trả nợ nần. Đây được xem là một trong những cái lời cáo buộc của ông Kennedy đưa ra và ông nói rằng Larry Fink là tổng giám đốc của công ty BlackRock, vốn là một kẻ được xem là tham lam và với, với tinh thần của một kẻ được xem là tỷ phú, trong đó ông ta đang tìm cách hút thêm tài sản của người dân thay vì là chia sẻ nó ra. Đây được xem là lời phát biểu khá mạnh mẽ của ông Kennedy cáo buộc giới tài chính của ở tại Wall Street đã tìm đủ mọi cách để làm giàu cho bản thân của họ, trong khi nhiều người dân Hoa Kỳ đang nỗ lực à, bơi trong nợ nần và không đủ khả năng có thể làm chủ một căn nhà. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Hoa Kỳ ngày hôm nay, bản tin được xem là thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay là tiểu bang Arizona đã và người động lý văn phòng phụ trách về bầu cử tuyên bố là không thể nào ngăn cấm tên của tổng thống Trump trên lá phiếu bầu. Bản tin mới nhất từ ở Arizona cho biết thì à, đồng lý văn phòng thuộc đảng dân chủ của tiểu bang Arizona là Adrian Forn lên tiếng cho biết là ông ta không thể ngăn cấm tên của cựu tổng thống Trump nằm trong cái lá phiếu bầu vào năm tới và chỉ ra cho thấy đây là phán quyết của tối cao pháp viện à, phát biểu với lại một tờ báo tại địa phương trong ngày mà, à, trong ngày hôm qua và, và nhắc đến cái tu chính án số 14 à, và chương thứ ba thì ông ta nói rằng là hiện nay thì phía của tối cao pháp viện của Arizona nói rằng không có một cái đường hướng nào để thực thi cái chương thứ ba của tu chính án số 14 và chúng ta không thể thực thi được và đó là những gì mà tối cao pháp viện của Arizona đã đưa ra và đây là luật của Arizona tôi có đồng ý hay không tôi không đồng ý và tôi cho rằng đây là một điều stupid tuy nhiên thì ông ta mặc dù là chỉ trích cái quyết định của tối cao pháp viện tuy nhiên ông ta nói rằng là ông ta vẫn phải tuân thủ luật lệ do phía tiểu bang đưa ra và ông nói tôi là phải tiếp tục đi theo cái luật lệ ông Forte cho biết và luật của Arizona là luật của Arizona dù tôi có thích hay không thích thì điều này cũng phải thực thực thi và điều này có nghĩa là tiểu bang Arizona đã không thể loại bỏ tên của cựu tổng thống Trump ra khỏi lá phiếu bầu một vận động của thành viên đảng dân chủ và ở khắp nơi đang tìm cách loại trừ tên ông Trump ra khỏi cắt lá phiếu bầu ở nhiều tiểu bang. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Arizona ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Arizona ngày hôm nay, tiểu bang này đã đồng ý chi trả 2.1 triệu Mỹ Kim cho chính quyền của Joe Biden khi mà họ sử dụng các cái container để làm cái đường biên giới ở tại Arizona. Tiểu bang Arizona đồng ý chi trả cho chính quyền của Joe Biden 2.1 triệu Mỹ Kim là một phần trong thỏa thuận trong đơn kiện của Bộ Tư pháp nhắm vào tiểu bang này khi mà họ sử dụng tất cả những cái uh, container shipping để làm một cái đường biên giới dọc theo uh, biên giới của Mexico và tiểu bang này cho biết họ sẽ đưa ra cái dự luật là 2.1 triệu Mỹ kim vào ngày 22 tây tháng 8 uh, bởi cái uh, cơ quan đặc trách về uh, rừng và sông ngòi của tiểu bang là Judy Kiosky uh, phát công viên của cái uh, bộ uh, quản lý về năng lượng của uh, và quản lý về khẩn cấp của tiểu bang theo chương trình của Arizona cho biết và ngân quỹ này sẽ được sử dụng cho việc phục vụ gìn à, giữ tất cả rừng à, rừng và các con sông ngồi ở tại arizona arizona và cho biết rằng là họ đã sử dụng tất cả các cái uh, container để làm một cái hàng rào biên giới ngăn cản những kẻ vượt qua biên giới từ ở phía Mexico và việc này đã dẫn tới việc mà bộ tư pháp của chính quyền liên bang đã khởi kiện tiểu bang Arizona và trước đó thống đốc là Ducey đã ra lệnh là sẽ đưa tất cả những cái ship builder này tức là những cái uh, container này từ năm 2022 để dựng thành bức tường ngăn cản những di dân bất hợp pháp và hiện nay thì tiểu bang này đã đồng ý là sẽ phải uh, chi trả ra số tiền lên tới 2.1 triệu Mỹ Kim và cái uh, Ship này đã sử dụng khoảng từ à, với cái chiều dài là 3820 feet và đã dọc theo cái bờ bức tường của quận gọi là Yuma County từ cuối tháng 10 năm 2022 và họ ngăn cản tất cả những di dân bất hợp pháp là băng ngang qua biên giới. Tuy nhiên thì việc này đã dẫn tới một cái đơn kiện của Bộ Tư pháp của Liên bang tức là chính quyền của Joe Biden đã nộp đơn khởi kiện và bây giờ thì họ đã đạt tới thỏa thuận là 2.1 triệu Mỹ Kim mà tiểu bang Arizona sẽ phải chi trả cho cái bộ khẩn cấp của tiểu bang. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Thượng nghị sĩ Johnson lên tiếng và chỉ trích cơ quan CDC đã lạm dụng quyền lực khi mà tìm cách có chiến chiến dịch gọi là kiểm duyệt tất cả những cái tin tức và những lời phản đối về chích chủng ngừa ở trên mạng xã hội. Bản tin mới nhất cho biết thì Thượng nghị sĩ Ron Johnson của Đảng Cộng hòa tại Wisconsin đã lên tiếng cáo buộc cơ quan phòng chống dịch bệnh của Hoa Kỳ là CDC đã làm việc với những công ty Big Tech để mà kiểm duyệt tất cả những cái uh, tin tức hoặc là những lời phản đối về việc chích chủng ngừa COVID-19. Trong lá thư gửi ra ngày 28 tháng 8 vừa qua cho giám đốc điều hành của CDC là tiến sĩ Manning Cohen, thì nhà lập pháp của Đảng Cộng Hòa cho biết ông vẫn tiếp tục duyệt xét về những cáo buộc nói rằng Bộ Y tế đã phối hợp với mạng xã hội để tìm cách kiểm duyệt tất cả những tin tức liên quan tới cái thuốc chủng ngừa của COVID-19. Trong bản statement này, ông nói căn cứ trên những cái thông tin mà ông có được cáo buộc rằng <laughs> à các tập tài liệu mà từ phía ông uh, elon musk của công ty scop đã đưa ra cho thấy là cơ quan uh, cdc đã lạm dụng cái quyền của họ khi mà thực hiện một cái chiến dịch kiểm duyệt và tìm cách gọi là uh bôi nhọ những cái người mà đưa những cái tin tức mà liên quan tới COVID-19 mà cơ quan này cho rằng là một bị gán nhãn là misinformation và vị thượng nghị sĩ của tiểu bang Wisconsin cho biết ông đang chờ đợi câu trả lời từ phía giám đốc của cơ quan CDC và trong đó ông nói rằng uh, hành động này đã bắt đầu diễn ra từ ngày 3 tây tháng 1 năm 2022 và trên platform X tức là trước đây là tiền thân là công ty Twitter trong đó tập hồ sơ file cho thấy rằng là Cơ quan CDC và chính quyền của châu Biden đã cấu kết với các công ty truyền thông xã hội. Trong đó, họ đã siết chặt và ngăn chặn tất cả những cái tin tức nào mà liên quan tới COVID-19 và đặc biệt là xóa bỏ hoặc là trừng phạt ngăn chặn tất cả những ai chống đối về cái việc chích vũ chủng ngừa đặc biệt là dành cho trẻ em. Và trên 1 triệu người đã bị thiệt mạng và 21.000 cái chết cũng như là chiếm mỗi một ngày kể từ khi mà tình trạng gọi là cưỡng bức về chích vaccine từ chính quyền của Joe Biden. Đây được xem là một trong những câu hỏi mà ông Ron Johnson đòi hỏi phía CDC phải trả lời với lại cái ủy ban đặc trách về y tế của Thượng viện. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, đầu tiên hết là nhà lãnh đạo đối lập tại Nam Hàn đã thực hiện một cuộc tuyệt thực trong những cái chính sách mới của chính quyền ông Yoon Seok-yong. Bản tin mới nhất cho biết, thì một trong những lãnh đạo của đảng đối lập tại Nam Hàn đã bắt đầu cuộc tuyệt thực vào ngày thứ năm để phản đối các chính sách của chính quyền bảo thủ trong đó bao gồm luôn việc mà à, gọi là để cho Nhật Bản có thể à, thải chất thải ra ngoài cái à, cái nhà máy của nguyên tử ở Fukushima và trong đó thải ra biển Thái Bình Dương. Lee chae được xem là lãnh đạo của đảng Dân Chủ của Nam Hàn à, nằm trong danh sách và ông ta đưa ra những lý do và ông ta phản đối tất cả những cái chính sách của đảng bảo thủ và không cho biết là ông ta sẽ mở cuộc tuyệt thực bao lâu. Đây là một trong những cái phản ứng mạnh mẽ của phía được xem là cấp tiến tại Nam Hàn sau khi mà họ phản đối quyết liệt những chính sách của ông seok John. Trong đó, ông seok John đã tìm cách giải quyết những mâu thuẫn trong lịch sử với lại phía của Nhật Bản để hai quốc gia có thể hợp tác một cách chặt chẽ hơn. Đồng thời, phía của ông seok John cho biết rằng là đã đọc tất cả những chứng từ của cơ quan IAEA tức là cơ quan giám sát về nguyên tử và hạt nhân của Liên Quốc xác nhận việc thảy chất thải nguyên tử này ra biển Thái Bình Dương là được an toàn do đó ông đã đồng ý và điều này dẫn tới việc mà Đảng đối lập đã sử dụng cái uh, lý do là thiếu an toàn và gây nguy hiểm cho giới ngư nghiệp của Nam Hàn và ông này đã tuyên bố tiệt thực. Đây được xem là một trong những cái uh, cuộc gọi là đấu đá chính trị ở tại Nam Hàn sau khi mà đảng đối lập tức là đảng dân chủ đã bị thất bại trong cuộc bầu cử vừa qua và ông Yoon Suk Yeol đã trở thành tổng thống của Nam Hàn và được xem là vị tổng thống có được cái quy thế là chấn chỉnh được cái kỷ cương của Nam Hàn sau một thời gian dài quốc gia này rơi vào tình trạng gọi là bị băng hoại bởi cái sự điều hành của ông Moon Jae-in trước đây là tổng thống của đảng dân chủ đó là bản tin liên quan tới tình hình của Nam Hàn ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình Á châu ngày hôm nay, Đài Loan đã lên tiếng cảm ơn Hoa Kỳ đã hỗ trợ một cái gói quân sự chưa từng có và chưa từng xảy ra. Bộ ngoại giao Đài Loan gọi tắt là MOFA đã gửi ra một văn bản cảm ơn Washington đã chấp thuận một cái ngân sách hỗ trợ cho Đài Loan dưới một cái uh, chương trình gọi là Foreign Military Financing gọi tắt là FMF và chương trình này là sẽ chỉ dành riêng cho những quốc gia nào có chủ quyền và được nhấn mạnh là nation tức là quốc gia hay là country Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong ngày thứ tư đã thông báo cho quốc hội biết là họ sẽ chuyển một số những tập tài liệu quan trọng về quốc phòng để giúp gia tăng cái khả năng tự vệ cho Đài Loan và trong đó bao gồm luôn việc sẽ gửi một số binh sĩ của Hoa Kỳ tới huấn luyện cho binh sĩ của Đài Loan và à, trong cái việc gọi là bảo đảm an ninh hàng hải và gói à, hỗ trợ này tỷ giá khoảng 80 triệu Mỹ Kim nhằm mục đích là trả lương cho các binh sĩ Hoa Kỳ tới huấn luyện cho binh sĩ của Đài Loan và đây là chuyện chưa từng xảy ra và được xem là một trong những cái chương trình chỉ dành riêng cho những quốc gia độc lập có chủ quyền trong khi Đài Loan vẫn chưa được thừa nhận là một quốc gia độc lập có chủ quyền phát ngôn viên của bộ ngoại giao Đài Loan Mofa là chép Liu đã lên tiếng và nói rằng họ rất là hân hạnh và rất là vui mừng khi mà phía cả Hoa Kỳ đã cam kết thực hiện cái vấn đề an ninh của Đài Loan và trong đó dựa trên đạo luật gọi là Taiwan Relations Act và sáu sự bảo đảm được ký với thời của ông Reagan, trong đó thì ông lưu cho biết gần như là phía Đài Loan sẽ tiếp tục hợp tác và phối hợp chặt chẽ với phía Hoa Kỳ để giữ nguyên cái hiện trạng của Đài Loan và bảo đảm cái sự thịnh vượng và phát triển trên toàn cầu. Đây được xem là một trong những cái hỗ trợ mới nhất sau khi bộ ngoại giao của Hoa Kỳ dưới chính quyền của Joe Biden đã đồng ý là sẽ tài trợ ít nhất là 80 triệu Mỹ kim cho một cái chương trình gửi binh sĩ Hoa Kỳ tới huấn luyện cho binh sĩ của Đài Loan và cái chương trình này chỉ dành riêng cho những quốc gia có chủ quyền. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của đảo quốc Đài Loan ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới đảo quốc Đài Loan ngày hôm nay, cục tình báo của Đài Loan đã được lệnh là sẽ mua các chiếc xe chống đạn cho cái đời tổng thống kế tiếp. Bản tin mới nhất cho biết thì cơ quan đặc trách về an ninh quốc gia đã có được một ngân sách trị giá lên tới 846 triệu Mỹ Kim để mua các chiếc xe được xem là chống đạn dành cho tổng thống đời kế tiếp. Đó là một trong những bản báo cáo được đưa ra vào ngày thứ Năm. Và việc này bao gồm sự yêu cầu của cơ quan tình báo và đã được à, nộp lên Hội đồng Lập pháp của Đài Loan. Và các tài liệu này cho thấy tổng cộng à, số tiền sẽ lên tới khoảng 56.2 triệu đài kim. Và trong đó họ nói rằng à, sẽ mua khoảng 9 chiếc xe. À, chống đạn để dành cho các đời tổng thống và phó tổng thống kế tiếp từ từ đời của tổng thống Lý Đăng Huy đã được xem là vị tổng thống có cái có cái chính sách gọi là mở ra về phong trào dân chủ của cho Đài Loan là người đã loại bỏ cái cái việc mà gọi là mua xe thiết giáp này. Trước đó thì năm 1900, từ năm 1995 đổ về trước thì các đời tổng thống của Đài Loan đều được chế tạo bởi hãng Severian Van và trong đó là có gắn lắp đặt tất cả những cái hệ thống phòng chống cuộc tấn công và tuy nhiên kể từ thời của ông Mã Anh Cử thì việc này đã bị hủy bỏ. Nay thì cơ quan tình báo của Đài Loan và cục tình báo của Đài Loan yêu cầu là sẽ phải có ít nhất là chính chiếc xe được trang bị các cái thiết bị chống đạn để bảo vệ cho tổng thống và phó tổng thống và trong đó có thể sẽ được lắp đặt tất cả những cái loại vũ khí cần thiết bao gồm luôn cả những cái loại m 16 à, súng trường hoặc là các cái loại thảy ra lựu đạn cũng như là tức là súng phóng đạn và kể cả một số những cái loại vũ khí khác được lắp đặt ở trên các cái chiếc xe dành cho tổng thống và phó tổng thống đây được xem là một trong những đề nghị mới nhất của đài Loan trước tình trạng mà ông Lai Chiên Tê, phó tổng thống của Đài Loan đang dẫn đầu trong cuộc tranh cử và ông được xem là nhân vật đang bị Trung Quốc xem là kẻ gây phiền phức và có thể có những cái hành động gây hại tới sinh mạng của ông. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Đài Loan ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay, Trung Quốc đang dự tính sẽ xây dựng một căn cứ quân sự của họ tại phía Tây Phi bản tin mới nhất cho biết thì đảng cộng sản trung quốc đang dự tính là sẽ tăng cường cái khả năng hải quân của họ trên cái mức độ toàn cầu và trong đó họ sẽ đầu tư rất nhiều những căn cứ quân sự ở hải ngoại và để tăng cường sự hiện diện quân sự của họ theo các chuyên gia cho biết và hiện nay thì họ đang xây dựng ở khu vực ở Á Châu Thái Bình Dương và kể cả khu vực biển của Atlantic ở khu vực Phi Châu. Trong đó sẽ giúp cho Cộng sản Trung Quốc có khả năng khai triển tất cả mạng lưới quân sự của họ trên toàn cầu. Theo tường trình của Tổ chức Bảo thủ của Hoa Kỳ có trụ sở đặt tại Washington DC là Tổ chức Heritage Foundation, họ đã có một cái hình thức khác và trong nhiều phương hướng và tới cuối cùng, họ sẽ mong muốn giống như Hoa Kỳ là lắp đặt tất cả các cái hạ tầng cơ sở về quân sự ở khắp nơi. Đó là lời phát biểu của ông Sandler, được xem là giới chức cao cấp của tổ chức Heritage Foundation. Và ông chỉ ra cho thấy là Đảng Cộng sản Trung Quốc đang xây dựng rất nhiều những cái căn cứ quân sự của họ ở Thái Bình Dương qua cho tới biển Atlantic, tức là Đại Tây Dương. Và trong đó Họ có thể ra, tạo ra những căn cứ hải quân và họ đã từng xây dựng một cái căn cứ hải quân ở phía đông của Phi Châu là Deporti năm 2017. Và giờ đây thì với bờ biển phía tây của Phi Châu À, bao gồm các quốc gia ở gần đây đang lệ thuộc vào một vành đai một con đường của Trung Quốc và Bắc Kinh đang tìm cách gọi là sử dụng các bến cảng này biến thành bến cảng quân sự và họ sẽ bắt đầu có sự hiện diện quân sự của họ trên toàn cầu tương tự như Hoa Kỳ. Đây được xem là lời nhận định mới nhất của tổ chức Heritage Foundation và trong đó cho thấy rằng là Trung Quốc đang có tham vọng tham vọng song hành với việc phát triển kinh tế và bành trướng kinh tế thì Bắc Kinh sẽ bắt đầu có cái sự hiện diện quân sự của họ ở khắp nơi trên toàn cầu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của á châu ngày hôm nay và liên quan tới tình hình của việt nam ngày hôm nay sau một thời gian bị khiếu nại bởi đám cán bộ đảng viên cho rằng mức lương không đủ sống giờ đây thì à, cái kẻ được gọi là chủ tịch của quỹ ban nhân dân thành phố à, hồ chí minh tức là nhân vật này có tên gọi là phan văn mãi cho biết họ sẽ có chính sách cải cách về lương trả cho tất cả các cán bộ đảng viên à, ít nhất là mức độ đủ sống à, lời phát biểu cũng này được đưa ra và cán bộ đảng viên đang thắc mắc đủ sống là bao nhiêu với cái mức sống cao tại sài gòn hiện nay ít nhất mực sống của Sài Gòn dành cho các cán bộ đảng viên công chức bình thường tối thiểu là phải từ 20 triệu cho tới 30 triệu đồng một tháng thì họ mới đủ sống bao gồm các chi phí về nhà cửa, các chi phí về những hóa đơn điện nước ga cũng như là tiền học cho con cái và các cái uh, tiêu dùng hàng ngày. Tuy nhiên mức lương hiện nay thì quá thấp và theo ông uh, uh, ông này cho biết Phan Văn mãi cho biết thì ông ta sẽ uh, bắt đầu cải cách cái việc trả lương cho các cán bộ đảng viên nhằm tìm cách gọi là giảm đi tình trạng tham nhũng bởi vì mức lương của cái hệ thống cai trị đã không trả đủ và các cán bộ đảng viên phải tìm cách kiếm tiền từ bên ngoài và cả họ hầu hết đều vướng vào vấn đề tham nhũng tuy nhiên thì việc này đã gây ra một cái số khó khăn cho những cư dân sinh sống tại sài gòn đặc biệt là họ luôn gặp những cái tình trạng nhũng nhiễu và hành chánh quan liêu của cái quần máy cai trị để mà đục tiền đối với người dân bằng mọi hình thức và điều này phan văn mãi cho rằng là một cái điểm then chốt để có thể cải cách lại cái nền kinh tế của sài gòn và làm cách nào để cho cán bộ đảng viên đủ sống mà không cần phải kiếm ăn ở bên ngoài cũng như không cần phải nhận tham nhũng đó là lời khẳng định khẳng định của phan văn mãi đã đưa ra cùng một lượt trong ngày hôm nay thì cùng một lời, lời phát biểu của phan văn mãi khi mà đòi trả lương cao cho cán bộ đảng viên để mà đủ sống nhằm yên tâm làm việc thì một công an xã, trưởng công an xã đã, đã có hành động được xem là trắng trợn xin tiền quán bia để được đi học. Theo tin từ Vĩnh Long cho biết thì một tổ trưởng công an xã đã đến đã xin tiền của một quán bia và khi mà bị từ chối, ông này đe dọa là sẽ cho đóng cửa quán. Bản tin mới nhất cho biết thì ông này là trưởng công an có tờ ở Vĩnh Long đã xác nhận là một trưởng công an xã trên cái địa bàn ở đây đã cố tình tới một quán bia tống tiền ông chủ quán pizza và nói rằng cần tiền để đi học và cuối cùng thì ông chủ quán pizza đã từ chối và đoạn video này đã được tung rất là rộng rãi trên mạng xã hội và trong đó cho thấy là các công an ở việt nam đặc biệt là thành phần công an ở địa phương luôn dùng đủ mọi cách để đục tiền người dân và những người làm ăn và điều này cho thấy là nó đi ngược lại với những gì phan văn mãi đang nói là lương cán bộ phải đủ sống để không làm những chuyện khác đó là bản tin liên quan tới tình hình của việt nam ngày hôm nay và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay giữa lúc mà tình hình người dân Việt Nam đang đối diện với những cơn khủng hoảng khó khăn không có việc làm và đang đối diện với cả trăm cái hóa đơn khác nhau thì giám đốc của bệnh viện đã mua biệt thự lên tới cả trăm tỷ Mỹ Kim và những chiếc xe ô uh, hơi sang trọng uh, được xem là sau những cái vụ đấu thầu về y khoa. Bản tin mới nhất cho biết thì uh, nhân vật này có tên là miệng Nguyễn Minh Quân đã bị cáo buộc là đã có hành động chiếm đoạt lên tới 103 tỷ đồng từ những cái gói thầu của bệnh viện Thủ Đức và sau đó ông ta đã mua những cái à, à, gọi là đồ vật cá nhân quan trọng trong ta bao gồm một cái biệt thự trị giá lên tới 100 tỷ đồng, các cái chiếc à, xe hơi của các hãng danh tiếng gồm có Audi Mercedes Ông này là cựu giám đốc của Bệnh viện Thủ Đức và vợ của ông ta là giám đốc công ty Ngọc Đạo đã mua hàng loạt các cái đất đai và bất động sản kể cả những chiếc xe sang trọng của Audi của Mercedes và che giấu cái tiền mà ông ta ông và vợ vợ ông ta đã thu lượm từ cái tiền gọi là tham nhũng tổng cộng tới 27 cái À, gói thầu về vấn đề mua sắm thiết bị y tế tại bệnh viện theo à, điều tra của công an cho thấy và hai vợ chồng ông này đã sử dụng những cái tiền à, tham nhũng và lấy lợi tức từ các cái gói đấu thầu này để có thể mua nhà tới cả trăm tỷ đồng. Trong khi đó, mỗi một người dân ở tại Việt Nam gần như mức trung bình là 4 triệu cho tới 6 triệu đồng tiền lương mỗi tháng. Đây là được xem cho thấy là cán bộ đảng viên càng lên cao thì chức thì cái lợi tức của họ càng nhiều và đây là cho thấy cả một cái hệ thống tham nhũng tại Việt Nam. Và đó là bản tin sau cùng trong phần tin tại Việt Nam ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!